với những thông điệp về thành phố thông minh Asocial 2018 tại Hà Nội ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự phát triển của các đô thị tại Việt Nam và trong khu vực. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh Asocial 2018 được tổ chức nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển các thành phố thông minh tại các quốc gia và nền kinh tế trong khu vực. Hội nghị sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm tại các quốc gia thành viên của Asocio với nhiều chương trình hoạt động tích cực và hiệu quả trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh được ghi nhận. Và năm nay, thủ đô Hà Nội của Việt Nam rất vinh dự được lựa chọn là thành phố đầu tiên để mở đầu trong chuỗi hoạt động quan trọng này. Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, đưa ra những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0, đem lại sự thuận tiện cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á, Châu Đại Dương Asocio và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa cùng phối hợp tổ chức. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý đến tham dự của hội nghị ngày hôm nay, ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý. Về phía lãnh đạo các bộ ban ngành, xin trân trọng giới thiệu ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Và ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại diện các tỉnh thành phố của Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trân trọng giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Và ông Huỳnh Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Về phía các đoàn ngoại giao, xin trân trọng giới thiệu ông Kari Hayato, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Ông Eric Hopper, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Bà Yvonne Chiu, Chủ tịch Liên minh Dịch vụ Công nghệ Thông tin Thế giới QUISA. Ông Edward Moonhop, Thị trưởng Hội đồng Thành phố Mimesi, Bangladesh. Và ông Prak Wonhong, Đại sứ Campuchia. Về phía ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông David Wong, Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á, Châu Đại Dương Asocio. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa, cùng các Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Asocio và Vinasa. Ban tổ chức cũng xin nhiệt liệt chào mừng sự tham dự của trên 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sở, ban ngành, các tỉnh, thành phố trên cả nước, đại diện đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học cùng đông đảo phóng viên báo chí và Việt Nam quốc tế đã đến đưa tin cho hội nghị ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến tham dự buổi hội nghị ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lên phát biểu khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành, trung ương, các tỉnh, thành phố. Kính thưa các vị đại sứ, đại biểu, đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, các tổ chức chuyên ngành công nghệ thông tin trong khu vực châu Á, châu Đại Dương. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị. Hôm nay,
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức công nghiệp điện toán châu Á, châu Đại Dương, ASOCIO, liên minh quốc tế lớn nhất, uy tín nhất về công nghệ thông tin thuộc châu Á, châu Đại Dương và hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, VINASA, tổ chức hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2018 Hà Nội với chủ đề xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số. Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, tập hợp ý kiến của các nhà quản lý cũng như các chuyên gia công nghệ để đưa ra những chiến lược, giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh dựa trên các nền tảng công nghệ mới. Thay mặt cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho các bộ, ban, ngành, trung ương, các vị đại sứ, đại biểu, đại diện cho các tổ chức quốc tế, các hội, hiệp hội, tổ chức chuyên ngành công nghệ thông tin trong khu vực châu Á, châu Đại Dương, các quý vị đại biểu khách quý đã tới dự tham dự hội nghị quan trọng này. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người tham gia, hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh, hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế hội nhập quốc tế. Trong đó, đến năm 2020 tại Việt Nam, ít nhất có 3 đô thị được phê duyệt đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh. Hà Nội là một trong những siêu đô thị trên thế giới về diện tích và quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh chóng dẫn đến rất nhiều thách thức cho vấn đề quy hoạch, ùn tắc giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, năng lượng, phát triển nhà ở, xử lý ô nhiễm môi trường. Hà Nội mong muốn hướng tới một mô hình thành phố thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghệ 4.0. Thay mặt thành phố Hà Nội cũng lựa chọn mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Việc thực hiện mục tiêu này trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng với những công nghệ nổi bật như IoT, thực tế ảo, điện toán đám mây, robot, big data, blockchain, trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cùng các chuyên gia công nghệ cùng nhau lựa chọn phương thức và các bước đi thích hợp để cùng nhau xây dựng đô thị hay thành phố có thể cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, kích thích tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2018, thành phố đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế về xây dựng thành phố thông minh, hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2018 Hà Nội là một hội nghị quốc tế có quy mô lớn, có với sự tham gia của hơn 10 quốc gia cùng các tỉnh, thành phố trong nước, các chuyên gia hàng đầu ngành về thành phố thông minh, các nhà quản lý, hoạch định chính sách quốc tế và Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp cụ thể giúp cho thành phố Hà Nội và các thành phố khác tại Việt Nam trong việc xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn. Nhiều câu hỏi đặt ra với Hà Nội nói riêng và với các thành phố, các đô thị nói chung đó là mô hình nào, phương thức nào để phát triển đô thị thông minh, tính bền vững của đô thị thông minh trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần hoạch định xây dựng các chính sách như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một thành phố thông minh, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng kết nối số và an ninh mạng, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào. Tại hội nghị này, tôi hy vọng những thách thức, những vấn đề nêu trên sẽ phần nào được giải đáp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các tham luận của các diễn giả và các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học,
từ các tổ chức, các doanh nghiệp hàng đầu quốc tế và trong nước. Về phía thành phố Hà Nội, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, các công việc đã làm và sẵn sàng học hỏi và tham gia các hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh do ASOCIO tổ chức. Với những kỳ vọng trên, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2015 Hà Nội với chủ đề xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số. Nhân dịp này, thay mặt cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các bộ ban ngành trung ương, sự phối hợp của các tổ chức quốc tế, các học giả trong nước và ngoài nước, sự hợp tác của các chính quyền, các thành phố trên thế giới, của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thủ đô. Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á, Châu Đại Dương ASOCIO, ông David Wong sẽ có bài phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. Esteemed speakers, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. This is very impressive because the room is now overflowed. It shows very, very strong interest on this subject, the matter of smart city. And I'm very honored and privileged to give these opening remarks in the inaugural, the very first Social Smart City Summit organized by the Hanoi People's Committee, Vinasa, and as well as the social. And this is the first time that we organize this event, and we are very, very pleased that to turn up tonight today to signify the importance of this subject. Ladies and gentlemen, the United Nations recently reported that 2/3 of the world's population will live in an urban area by 2050. And Africa and Asia will be the fastest growing continents. Already 53% of the world's urban population, Asia will see this proportion rising to about 64%. Now with urbanization comes a host of problems, which His Excellency has addressed. And among the problems are the aging issues, the overused infrastructure, the traffic congestions, the air and noise pollution. These are real problems that is affecting our life, our business, and society. So in the research report recently launched by the social, we found that smart city has become a mainstream in digital transformation. It is important that the city are digitally connected and enabled before it even move on to be able to make city smart. Because a smart city is not about just digitally connected city. It is a city that is able to address all the issues that I outlined earlier. So I understand that Hanoi government, city government, has laid down a three-phase plan to transform Hanoi to a full-fledged smart city by 2030. And we have chosen four sectors: health, education, transport, and tourism. And that is a very, very important issue to be addressed as we embark on this journey of smart city. Now, smart city initiative right now is the core of Asia like social digital transformation strategy, which is why we launched a research called Reimagining the Digital Era. Later on, we will display a video that will show the importance and the transformation that is taking place in Asia. Today, I'm pleased that there are at least 10 countries from the associate members present today to share their experience, and also that we can learn from each other about the development in the region. The countries are Singapore, Bangladesh, Sri
Sri Lanka, Malaysia, of course, the country that I'm from, Korea, Bhutan, Taiwan, Thailand, Japan, and Nepal. So to close my speech, I just want to emphasize that ASSOCIO will continue to work very, very closely with Vietnam, with NASA, to transform the digital economy into smart cities. And I really want to wish a great success to this summit, and also to thank ASSOCIO to be accepted as the organizer of this event and for hosting us so well. Last but not least, I'd like to thank all the sponsors and the people behind the scenes that worked so hard to make sure that this summit is successful. And the sponsors include, the gold sponsor of course, include FPT Information System, we have VNG, we have HPE, VNPay, VNPVIT, 10 Micro, ABB Group, Visa, VNBank, Post Bank. Now let me conclude by saying that as we digitally transform the region, we need to collaborate and work closely together. And this is what this summit is all about. Right? It is the start of being able to know each other and to know what's really out there in the region. So let me show you this video. And with that, I would like to thank you for coming and joining us in this summit. I wish you a fruitful conference. Yeah, thank you very much. And before we watch the clip, so I would like to invite Mr. David Wong to come back on stage and give the present for Mr. Nguyễn Chung and Mr. Chen Zhaobin. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông David Wong lên sân khấu để trao tặng quà cho ông Chen Zhaobin và ông Nguyễn Đức Chung. Xin kính mời ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Chen Zhaobin lên sân khấu. Thưa quý vị, đây chính là một món quà và cũng chính là thể hiện cho sự cảm ơn chân thành với ASSOCIO hy vọng rằng Hà Nội sẽ trở thành thành phố thông minh vượt trội ở trong khu vực trong thời gian sắp tới. Vâng, và những quý vị nhân dịp này thì Nguyễn Đức Chung cũng có món quà dành tặng cho ông David Wong. Một nữa xin quý vị hãy dành cho ông đây để chúc mừng cho sự tác giữa Thủ đô và ASSOCIO. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Yvonne Chiu, Chủ tịch Liên minh Dịch vụ Công nghệ Công ty Thế giới WISA sẽ lên có bài phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời bà. Good morning. Of the wisdom of this day of
inclusive. We recognize that the Asia-Pacific region has the best pool of talent in the human resource, and that this talent is creating innovation to develop smart city solutions. We in the ICT industry are in a great position to leverage digital technology to improve the quality of people's lives all over the world. I'm confident that our discussion, solutions, and recommendations from where enhanced Fortnite cities grow to become a truly model smart city. Once again, thank you for kind invitation, attention, and good luck of health, peace through earth. Have a wonderful conference. I love Vietnam. Take a look at these graphics.
demographics have been generated from public data sets from New York City taxis and the taxis in London. As I said before, you can feel the hum in the streets. You can also see it in the data. You can see the city breathing. You can see Manhattan come to life during the day, and the suburbs coming to life in the night. The same thing inside of London. You can see London coming to life. And Hanoi itself, there's also a lot of mass data. A lot of data being collected, and a lot of data that is helping citizens today navigate their cities. And it goes beyond this. If we take a look at Hanoi itself, and we take a look at how its people move about the city, that's just one aspect. We've also begun to introduce motorcycle navigation, because as we know, being around on the back of Zeon is sometimes a lot faster than driving. And those motorbikes can find paths through cities that we can't. By using that data, we can make things better. In Indonesia, the government actually shares GPS data from its buses, again, so we can help the citizens of the country navigate their way through cities better. Inside of Hanoi, you can actually see that roads have been closed. We also have data around businesses, so we can see not only where those businesses are located, but at the bottom you'll see that we can also see when those businesses are visited. We know where people are, we know where the hotspots are inside of the city as it prints day to day. One of our partners, Thinking Machines, in the Philippines, actually developed an application so you can see from the airport where could I get in 30 minutes. And by using data, we're able to figure that out. So we can actually understand what the differences are in terms of traffic. Areas reachable within 2 hours when leaving the airport at 6 a.m. versus leaving at 6 p.m. And if we can understand this, we can understand work hours, if we can understand how people move about the city, we can help citizens live better lives. Now I'd like to play a quick video around how we're using augmented reality to help people navigate around cities. So what do you do? One problem, you have no idea which way is up. So you look down at the phone, you're looking at that blue dot on the map, and you're starting to walk to see if it's moving in the same direction. It's not, you're turning around. They've all been there. So we asked ourselves, oh, what if the camera can help us here? Our teams have been working really hard to combine the power of the camera, the computer vision, and street view and maps to reimagine walking navigation. So here's how it could look like in Google Maps. Let's take a look. You open the camera. You instantly know where you are. No fussing at the phone. You do that. All the information on the map, the street names, the directions, right there in front of you. Notice that you also see the map, so that way you stay oriented. You can start to see nearby places, so you see what's around you. And just for fun, our team's been playing with an idea of adding a helpful guide, like back there, so that it can show you the way. Oh, there she goes. Pretty cool. And then right, so by using things like augmented reality, we can make citizens' lives better. So traffic data, transit data, satellite view data, street view data, directions data, shop data, all this places data. Surely that's just available only to Google, right? We have privacy laws that we need to uphold. However, there's a lot of aggregate data that can be used. So what we're going to do is we're going to do what we're already doing, we're sharing this with businesses. And I'd like to go into a quick example. So GoJet has been
They're asking questions for terabytes of event data every single day. They have almost 1 million drivers sending data every 15 seconds that they collect in order to let those drivers know where the hotspots are in Jakarta so those drivers can go there and provide services for those citizens. They make 100 million API calls per second to these APIs, which are available for any organization to use. The Maps API, the Routes API, and the Places API. You can provide a map, let the citizen know which way to go, and let them know the places that are available to them in those areas. But what about the underlying infrastructure? So, with Gojek, whenever they're collecting all this telemetry data, they need scalable services in order to support that. So it's not just about these APIs. It's about enriching your own data and collecting your own data. Only governments, organizations, and private entities know what questions they want to be able to answer. And in order to be able to answer those questions, we need to be able to collect that data quickly, and we need to be able to provide those answers in the moments that matter. So here you see a quick example. I don't want to go too much into the SQL query and the underlying data structure. But what I want you to realize is that 4 terabytes is a lot of data, and it's a lot of data query. And we're able to do a raw query across that data in 24 seconds. So being able to utilize and enrich this information quickly and effectively to help those citizens in the moment that matters is extremely important. So it's not just the ability to use APIs, it's not just collecting data, it's creating actionable data. Creating actionable data means knowing what questions you want to ask and how you want to answer those questions. If you take a look at those investments, as I said before, being able to get access to that data is extremely important. Google has actually invested a lot of money not only in data centers, but in networks as well. Google is a global company and we need to have undersea cable investments. So these aren't just necessarily networks that we ride on top of. These are networks that Google actually owns. So we either part of a conglomerate or we actually own those cables out there. Because connecting people is required what Google wants to do, which is to make information universally accessible and useful. So we're also doing a lot of work in sharing data with city governments. So as an example of that, we actually have a global conference with mayors for climate and energy. So previously, we're talking about making sure that things are sustainable. And in order to make sure that things are sustainable, data is required. We need to understand not only how traffic is moving within our cities, we need to understand how we can make those cities run better and more efficiently. So if we take a look at that data, where the data is being shared, actually let's get this video going. What the vital signs in the climate? If you go to the doctor, you have these tools to measure your vital signs, but the technology hasn't existed to tell us how healthy are these vital signs for the planet. Google is a company that organizes the world's information. How can we fill gaps in knowledge about climate change that is informed by data, informed by science, and likely to have a positive effect? The planet is changing dramatically. Cities are critical part of reducing those emissions, and yet cities have not had the data. My job is to help government see the benefit of data analytics in government policy making. The Victorian state government has set targets for 25% renewable energy by 2020 and 40% renewable energy by 2025. Being able to have a look at satellite imagery data and starting to do a lot more with the information that we can see from a topographical point of view just gives us more possibilities in terms of the insights we can generate for our policymakers. With Environmental Insights Explorer, we're putting in the hands of cities unprecedented detailed information for each city about their carbon emissions, the potential for that city to go solar, and what is the future of that city likely to be if we all do nothing. Now we can bring data analytics to that conversation and show people a
like they're able to generate enough solar to generate the power for their entire cities. If we apply our ingenuity and we do this with commitment, it's not too late to turn around the climate change crisis. But we have to act, and this data is an instrument to drive that action. This is currently in beta with a number of cities, Melbourne being one of those cities. One of the things we do is look at the sunlight that is hitting rooftops. What if each of these rooftops has solar panels? How much electricity can be generated? So we've done a lot of work with machine learning crews after that to figure out what the potential is for solar energy by harnessing rooftops available. We're also looking at emissions and transportation emissions. Again, using the data that Google has available and sharing that with cities and working with cities, we can actually begin to measure those emissions. If we take a look at how we break that down, again, it's a lot of data that comes in, so we can actually understand what the trips are from here into the city and out of the city. So we can understand the total carbon emissions per year for each of those. So here's a quote from Dr. Bloomberg. New York City is one of those beta customers on insights about sustainability.google. Here we have the mayor of Edmonton, Alberta, Canada, calling in Google's innovative new tools. We have Mayor Cape Town, South Africa. Again, it's about using these environmental insights to provide crucial environmental data so that governments can make the best decision possible. But it's not just up to government, it's also up to industry partners and private industries. So if we take a look at what those industries do, so as I mentioned before, vending machines in Manila, they're also looking at where accidents happen. So again, if you take a look at those hotspots for accidents, are there things that we can do to improve either the traffic in that area or making crosswalks or understanding how people move about the city to avoid those accidents? If we take a look at what Amino is doing in terms of private-public partnerships, they're putting sensors on containers for trash. So we know when trash bins are filling up, when we might be able to, or how we might be able to improve how trash is picked up, how trash is processed, to make sure that that our city becomes more efficient and functioning. I also want to quickly say that it's also up to private individuals. In fact, there's a really fantastic story in Indonesia. There's a little company called Clue. And there was a developer there, and all they wanted to do was improve their community. And they actually created a community-based application to help their community. Through that, the Indonesian government saw the potential in that, invested in that, and now they're actually starting to build these smart communities inside of the product and outside of the product. So we take a look at the things that governments can do, we take a look at things that private industry can do, we take a look at the things that citizens can do. It all comes down to data and making that data available. We take a look at how